Hello, chào bạn nha. Mời bạn theo dõi video câu cá gô đồng tiếp theo của mình. Giờ mình chuẩn bị xuống cần ở điểm mới này. Đây. Ở đây thì rau muống hơi nhiều. Không biết có không. Kiếm cái lỗ nào trống trống thả thử. Trời ơi, trời. Ơi. Cá bự. Chảy cá bự rồi. Thắt lát bạn ơi. Phê quá phê. Quá im. Thắt lát bạn ơi. Quá khủng quá khủng. Thắt lát khủng. Quá phê quá phê. Hai em thắt lát cành cành không à. Quá ngon quá ngon.
chỗ này cá hết ăn rồi bạn ơi. Mình xin dừng video đây, mình chuyển sang điểm khác, hẹn các bạn ở video tiếp theo nha, chào bạn.